cho cho vào. Như vậy là Sony đã chính thức tung ra thế hệ console tiếp theo của mình mang tên là PlayStation 5. Khi mà đối chiếu với sự thành công của PlayStation 4 hay là PS4 hiện tại thì chiếc PlayStation 5, PS5 sắp được bán ra vào cuối năm nay có thể coi là ông hoàng tiếp theo trong thế giới máy chơi game. So với PlayStation 4 thì PlayStation 5 thực sự là một cú đột phá cực mạnh từ thiết kế bên ngoài lẫn sức mạnh bên trong. Và điều lớn nhất mà Sony vẫn giữ vững được từ thế hệ PlayStation 4 đó chính là sự ưu ái tối cao cho các tựa game độc quyền, xứng tầm bom tấn AA mà bất cứ một công ty nào khác nhìn vào thì cũng chỉ dám ước mà thôi. Tuy nhiên, với một số ý kiến lo ngại rằng PlayStation 5 vẫn có thể gặp khó khăn trong thời gian tới. Đặc biệt là nếu Sony áp đặt chiến lược giá sai lầm thì có thể khiến cho chiếc console này ngay lập tức lặp lại sai lầm đã kìm hãm họ vào năm 2006 khi mà thế hệ PlayStation 3, PS3 được ra mắt. Cách đây không lâu thì theo đánh giá từ nhà phân tích người Nhật Hideaki Yasuda của viện nghiên cứu ACE đã đưa ra dự báo rằng PS5 sẽ đắt hơn đáng kể so với những người tiền nhiệm của nó. Với cột mốc thời gian được ấn định vào khoảng tháng 11 năm 2020 thì chiếc PS5 sẽ có mức giá từ 499 đô la, tức là khoảng hơn 10 triệu đồng, đắt hơn 100 đô la khi mà so với PS4 Pro khi mà ra mắt. Nhà phân tích này đang kỳ vọng là Sony chỉ có thể bán được khoảng là 6 triệu máy PS5 trong năm đầu tiên và 15 triệu máy trong năm tiếp theo. Mức giá cao hơn đáng kể so với PS4 Pro của PS5 phần lớn nằm ở những nâng cấp từ phần cứng của nó. PS5 sẽ là chiếc console đầu tiên được trang bị ổ cứng SSD siêu tốc giúp tăng tốc độ tải của game, giảm thời gian xuống hàng chục lần khi mà so với PS4, kết hợp với tính năng Boost Mode được cải tiến để duy trì tốc độ khung hình 4K, 8K ở trò chơi luôn thấp nhất từ 60fps. Những tính năng này đều rất là cao cấp và dĩ nhiên là không hề rẻ một chút nào. Nhưng mà Sony cũng có thể tự bắn vào chân của mình nếu họ không giải quyết được triệt để vấn đề chi phí cao trong quá trình lắp ráp và hoàn thiện sản phẩm. Thật đáng tiếc khi mà điều tương tự như thế này đã từng xuất hiện từ thời của những chiếc PS3. Được bán ra lần đầu tiên vào năm 2007 thì chiếc console này đã bị chỉ trích vì giá bán cuối cùng của nó quá cao, mà lý do chính đều nằm ở những tính năng cao cấp mà Sony nhồi nhét vào nhưng mà không thực sự hữu dụng đối với người dùng. Trong khi đó, đối thủ là Xbox 360 cùng thời điểm đã đạt được những thành công vượt trội nhờ giá bán thấp hơn. Thậm chí chính Microsoft còn không giấu giếm tham vọng muốn cạnh tranh thẳng mặt về giá bán so với PS5 khi mà tuyên bố rằng sẽ cù nhay với Sony, buộc công ty Nhật Bản phải công bố giá bán chính thức trước, rồi sau đó sẵn sàng áp mức giá rẻ hơn tới 100 đô la cho chiếc Xbox Series X của họ. Một điều thú vị nữa là cách đây cũng không lâu, với Microsoft thì công ty Mỹ được cho là đang lên kế hoạch phát triển hai phiên bản Xbox mới mang tên mã là Clock Arc và Anaconda. Trong đó phiên bản Anaconda sẽ cạnh tranh trực tiếp PS5 về thông số kỹ thuật, tức là chính là chiếc Xbox X Series đã xuất hiện, còn Clock Arc sẽ là có thể biến thể có giá rẻ hơn và phụ thuộc nhiều vào dịch vụ trò chơi game trên nền tảng đám mây xCloud của Microsoft. Tuy nhiên, chiếc máy này đến giờ vẫn là một điều bí ẩn, hoặc cũng có thể là Microsoft đã hủy bỏ do không nhận thấy sức hút với thị trường. Việc đối thủ trực tiếp của mình đang dần rẻ hóa giá bán console chắc chắn là sẽ khiến cho Sony gặp nhiều áp lực. Kể cả khi là vào thời điểm này, họ đã dần được định hình là thương hiệu dành riêng cho các game thủ hardcore. Có thể là công ty Nhật Bản có một số động thái nhất định làm rẻ hóa hệ sinh thái PS5, nhưng mà làm rẻ các phụ kiện bán kèm, đặc biệt là các kính thực tế ảo. Các thông tin mới đã tiết lộ rằng Sony sẽ phát hành một tai nghe PSVR thế hệ mới có kết nối không dây với mức giá chưa đến 250 đô la, tức là rẻ hơn gấp rưỡi so với giá bán ở thời điểm ban đầu của chiếc PSVR thế hệ đầu tiên. Tuy nhiên, Sony vẫn đang có một thế cờ trên cơ so với đối thủ Xbox, bởi bên cạnh mẫu PS5 tiêu chuẩn thì công ty cũng đã ra mắt phiên bản PS5 Digital Edition với đặc điểm chính là loại bỏ ổ đĩa 4K Blu-ray, giúp máy có thiết kế mỏng hơn, thậm chí được đánh giá là đẹp hơn so với cái bụng bầu của PS5 tiêu chuẩn. Do đó là giá bán của chiếc PS5 Digital sẽ là mấu chốt cho cuộc đối đầu giữa chiếc Xbox Series X, vì nếu mà Microsoft muốn giảm giá bán xuống thấp hơn 100 đô la so với PS5 thì PS5 Digital vẫn còn đó, và nếu muốn thì Sony cũng có thể giảm giá 100 đô la để chiếc console mỏng nhẹ này bằng với giá bán của Xbox, và thế là cuộc đối đầu quay về điểm xuất phát. Và trọng tâm cuộc chơi sẽ lại chuyển sang việc ai sở hữu kho nội dung ngon lành hơn, mà Sony thì chưa bao giờ là kẻ thua cuộc trước Microsoft về khoản chất lượng nội dung cả. Sony về cơ bản thì đã chiến thắng trong cuộc chiến console hiện tại với ngón 100 triệu máy PS4 được bán ra, sẽ cho phép công ty tiếp tục tạo ra các thế hệ console kế nhiệm tuyệt vời hơn và để đối đầu với Microsoft Xbox Series X. Việc phát hành ngay lập tức hai phiên bản PS5 đã cho thấy một bước đi khá khôn ngoan trong việc tạo thế gọng kim trước đối thủ của mình. Tuy nhiên là 30 chưa phải là Tết, và nếu Microsoft còn muốn khô máu hơn, phá giá hơn nữa nhờ núi tiền khổng lồ đằng sau, thì có thể chính Sony lại là bên gặp bất lợi, tương tự như những gì họ đã gặp phải với thế hệ PS3. Và vừa rồi là những chia sẻ của Tái Mắt về PlayStation 5. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này, và các bạn cảm nhận sao về PS5 thì các bạn hãy bình luận bên dưới video này nha. Còn bây giờ thì mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong khác của Tái Mắt.